Dâm xin chào tất cả các anh cần thủ đã quay trở lại với video 1272 của shop em nha các anh. Và video này thì em lên đa số là cần lua nha, có cần máy đứng, có cần máy ngang, lua ngắn, lua dài đều có hết nha các anh. Và độc lạ nhất sẽ là một cây cần 3 khúc, đây là cần trúc nha các anh, hàng trúc nghệ nhân Stella luôn, hàng Japan nha, đấy cực kỳ độc lạ. Đây, em sẽ lên chính giữa video này các anh. Cây này thì nó có tới 3 đọt cho mình, tới 3 đọt luôn. Và giá bên em báo thì chưa có bao gồm phí ship nha. Phí ship đối với mỗi đơn cần là 40.000, còn đơn máy, đơn phụ kiện 30.000 một đơn. Mình đặt hàng thanh toán trước hoặc đặt từ hai sản phẩm trở lên thì em miễn phí ship nha các anh. Nhờ chỉ tính đối với cần hoặc là máy nha, còn phụ kiện vẫn như cũ vì phụ kiện em bán lấy tương tác thôi. Nên là đơn trên 500 thì em mới miễn ship được ạ. Và các anh mua hàng thì mình vui lòng liên hệ. Số điện thoại có ghi ở bên góc trái này là 0982 437343 nha các anh. Còn mã số video 1272 thì em sẽ ghi ở trên đầu này nha. Mình chốt đơn mình báo giùm em cái mã video để em gửi hàng cho nó chính xác nha các anh. Và đầu tiên sẽ là Kusufit ạ. Là Kusufit Japan và đường kính dây của nó là 0.35mm, size là size 5 chấm nha các anh. Size 5 chấm, đường kính dây 0.35. Và sức tải cá thì nó tải được 10kg nha, là tương đương với 20 lb ạ, là 10kg cá cho mình này. Là cái sợi cước nha các anh, sợi này nó mịn lắm, nó mịn nó dai cực kỳ luôn. Là sợi cước Sufit này. Đường kính dây 0.35mm, size 5 chấm. Tải cá là 10kg, tương đương với 20 lb nha các anh. Và một cuộn như này sẽ là 100m dây. Combo 3 cuộn nối liền giá 99.000, combo 3 cuộn nối liền 99.000. Đây là mã số 1 ạ. Và cùng mã số 1 đó thì cũng có thêm hai size là 0.40 với lại 0.45 nha các anh. 0.40 thì tương đương với size số 6 và sức tải cá là 14kg ạ. Sức tải cá 14kg, còn 0.45 thì sức tải cá sẽ là 16kg nha các anh. Sức tải 16kg. Thì cái này em cũng bán combo là một cuộn là 100m dây. Một cuộn 100m dây nha các anh và combo 3 cuộn 99.000. Này size nào cũng vậy hết nha. Size nào cũng 99.000 hết ạ. 0.35, 0.40 và 0.45 ạ. Và tiếp theo mã số 2. Số 2 thì em có Shimano nha các anh. Shimano và đây là cước nha. Cước Shimano hàng nội địa Nhật ạ. Và cước này á thì đường kính dây của nó sẽ là 0.38 thì tương đương với size là 5.5 nha các anh. Size 5.5, đường kính dây 0.38mm ạ. Cuộn này của nó là 300m dây nha. 300m dây thì sức tải là 20 lb, là tương đương trên dưới 10kg cá nha các anh. Trên dưới 10kg cá. Sức tải 20 lb nha. Size 5.5 ạ. Cước Shimano này hàng nội địa Nhật, made in Japan. Và cước này bán lẻ là 400.000 nha các anh. 400.000 cuộn này. Nhờ em mua được giá thanh lý để canh 290.000 thôi. 290.000 nha. Này, đây là mã số 2 ạ. Có giá 290.000. Và tiếp theo mã số 3. Số 3 thì em có cây cần câu tay của hãng Zan nha các anh. Cần câu tay Zan. Còn cây này phô của nó là phô carbon nha. Carbon xoắn toàn thân như này. Phô carbon xoắn toàn thân luôn. Và dạng xoắn nổi nha các anh. Xoắn nổi. Cây này thì có chiều dài là 5m7 ạ. Và độ cứng sẽ là 4-5H. 5m7. Cứng 4-5H. Đọt 0.9 ly nha các anh. Còn này nó ra rất là thẳng nha. Ra thẳng tắp luôn. Nó cứng đều toàn thân. Nó không hề bị võng thân đâu nha các anh. Cứng đều toàn thân, đó là ok nè. 5m7, cứng 4-5H ạ. Xoắn tiếp từ ngọn cho đến gốc luôn. Cái vân của nó xoắn nổi luôn nha. Nào các anh cứ yên tâm, mình kiểm tra hàng carbon đảm bảo. Trọng lượng thì là 198g ạ. 198g, cây này. Dài 5m7. À không, cây 5m7 thì là 202g nha các anh. 202g. Và cây cần câu mã số 3 nha. Cây này mã số 3 và giá cần sẽ là 320.000. Cây cần câu mã số 3 có giá là 320.000 ạ. Chiều dài 5m7. Mã 3. 320.000 nha các anh. Và tiếp theo là mã số 4. Số 4 thì em có cây cần câu tay có chiều dài là 4m5 nha. Cây này màu nước sơn nó sáng cực kỳ luôn các anh. Rất là sáng. Và cái phần cánh tay cầm thì được làm nhám này. Với lại nó có cái họa tiết rất là đẹp. Họa tiết cực đẹp luôn ạ. Chiều dài 4m5, độ cứng 4H nha các anh. Cái này thì hàng cứng 4H. Đây mà ta xem cái phôi carbon xoắn của nó này. Xoắn tít luôn các anh. Xoắn từ đầu ngọn đến gốc luôn. Cái màu thì màu nước sơn màu đen. Còn đầu viền sẽ là màu xanh nhám. Xanh nhám như này. Với lại độ mới còn rất là cao nha. Độ mới tầm 90-95%. Còn mới đẹp lắm các anh. Với lại ra nó thẳng.
Zindex luôn. Đọt là 0.8 ly, còn trọng lượng là 140g ạ. Đọt 0.8, 140g. Chiều dài 4m5, tiếng 4 hết ạ. Và cây cần câu này có mã số 4 nha các. Đây là cần câu mã số 4, có giá là 590.000. Đẹp nha, của carbon nhẹ đẹp, mã số 4 có giá là 590.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 5 nha các. Số 5 thì cũng có cây Harmon. Dòng này em bán rất là chạy này, cực kỳ chạy luôn. Với lại khách nhận hàng về từ kiểm tra hàng cho đến đi trải nghiệm đều rất là ưng ý nha các. Mua lại một lần toàn 4-5 cây, chia cho anh em bạn bè trong hội câu cùng câu chung này. Harmon Rip Carbon Rod, tại vì phôi cây này nó dày lắm các. Cần rút nha, em đã tháo lóng ra để các xem độ dày của phôi. Xem độ dày phôi nha. Trôi hoặc là chép nè, câu tự nhiên, câu dịch vụ cần tất hết nha các. Các xem cái phôi nó dày như này. Phôi rất là dày luôn nha, 54, cứng 4 cho đến 5H. Carbon xoắn tiếp toàn thân luôn, xoắn từ ngọn đến gốc luôn, xoắn rất đẹp. Harmon 54. Và thông số ngọn cần 0.9 ly, trọng lượng là 195g ạ. 195g nha các. Lóng nào cũng rất là dày luôn nha. Và cây này có mã số 5, giá 370.000. Mã số 5 có giá là 370.000 ạ. Và tiếp theo bây giờ em sẽ lên những cây cần ở bên dưới và những combo bên dưới này cho các anh nha. Đầu tiên một cây cần lưu máy ngang, đi với một con máy lưu ngang luôn. Máy thì là máy tay phải nha các. Mình test hoạt động này. Máy tay phải nha. Đây là nút xoay, đây là cái tay quay xoay, tua dây vào. Còn đây sẽ là nút xả cước nè, canh nhấn nút mình xả cước, mình ném mồi ra. Còn đây là thu dây vào nha các. Nấm sabun cân chỉnh mồi ở đây. Vòng tua thì là 18+1 bạc đạn. Còn vòng tua là 7.2 nha. Nãy mua báo vòng tua, 7.2. Chạy 18+1 bạc đạn. Bên dưới cái phần bắt máy sẽ là cái tay cò. Máy ngang thì thường nó sẽ có tay cò bên dưới các anh. Cán tay cầm là cán mút nè. Cán tay cầm cán mút. T-Lab 2m1 ạ. T-Lab 2m1. Thông số ngọn là ngọn 2 ly 3 nha các. Ngọn 2.3 ly. Đoạn 2 ly 3. Và cây này thì trọng lượng là 145g. Combo cả cần cả máy nha các. Cần 2m1 với là con máy tay phải này có mã số 1, giá trị 400.000 miễn phí ship nha. Đây là mã số 1 có giá là 400.000 miễn phí ship ạ. Tiếp theo mã số 2 lên cho các anh cây cần câu lưu máy đứng của Shimano. Shimano F-Ride này. Cây này dài 2m28 nha các anh. Độ cứng thì tầm M. Nó tải mồi thì sẽ từ là 7-30g nha. Tải mồi từ 7-30g, bass C4+, dạng bass vặn nè. Với lại phần cán tay cầm này thì thiết kế dạng cán bóng chày cực kỳ đẹp luôn các anh. Cán carbon mono convex nè. Cán bóng chày cực kỳ đẹp. Shimano nha. F-Ride 2m28 cứng M. Xoắn tiếp toàn thân luôn. Và cái này thì đo của nó sẽ là 1.7 ly. Khuyên Fuji xứ đen nha các anh. Khuyên Fuji loại xứ đen. 30g thì các anh câu nhái hơi hoặc là nhái thật đều được, đều ok hết ạ. Và đo 1.7, trọng lượng của cây cần này là 125g. Mã cần câu số 2, giá cần là 700.000. Cần câu mã số 2 có giá là 700.000 ạ. Và tiếp theo mã số 3 sẽ là cây Sweet Hunter, chiều dài là 2m52 nha các. Cây này dài 2m52. Thông số tải dây bia thì từ dây 0.6 cho đến 1.2 ạ. 2m52 và độ cứng là độ cứng ML nha các, không quá cứng, không quá mềm. Đọc 1.8. Cây này đọc 1.8, không quá cứng, không quá mềm nha các. Khoen hãng, bắt hãng. Khuyên bắt hãng, cán tay cầm là cán mút cho mình nha. Phôi cần carbon ạ. 2m52. Cứng ML. Và thông số ngọt 1.8, trọng lượng 150g. Mã cần câu số 3 có giá là 450.000. Cây cần câu mã số 3 có giá là 450.000 ạ. Và tiếp theo mã số 4, cần câu dít cắm gốc nha các anh. Mẫu này bán rất là chạy này. Vừa có thể ngâm bè, vừa câu dít, hoặc các anh câu mực, bạch tuộc, câu biển. Nói chung là rất là đa dạng luôn. Cây miền Tây thì còn đem đi đánh lua hoặc là câu sông này các. Một cây cầu như là câu cực kỳ đa dạng thể loại nha. Phôi là carbon ạ, không phải hàng phíp đâu nha các. Phôi carbon. Các anh nhận hàng mình được kiểm tra hàng thoải mái luôn. Phíp thì nó sẽ nặng hơn rất là nhiều. Còn cây này nó vừa nhẹ vừa cứng nha các. Phôi dày nè. Gốc cần đẹp, bách hãng, bách vặn. Chiều dài 2m1, cứng mờ ạ. Và thông số thì tải dây bia từ dây 2 đến dây số 4. Dít là từ 60-120g. Và cái này max power được 11kg nha các. Max power được 11kg.
khuyên toàn bộ là khuyên hãng hết, khuyên hãng bắt hãng nha, khuyên hãng bắt hãng. Và đọt cần sẽ là đọt 2 ly ạ. Đọt của cây này là đọt 2 ly nha. Còn trọng lượng là 150g. Đọt 2 ly 150g. Cây cần câu mã số 4 có giá là 450.000. Mã cần câu số 4 có giá là 450.000 ạ. Tiếp theo mã số 5. Số 5 là cây Silver Moon nha các. Silver Moon chiều dài 2m4 ạ. Dài 2m4. Cây này thì là của hãng Suyumi nha các. Và là hàng China sản xuất ạ. China xuất nhập. Cứng ML này cũng không có quá cứng và không quá mềm nữa con. Độ cứng rất là ok và hông số ngọn thì là 1.8 ly. Ngọn 1.8 ly. Khuyên hãng nha. Khuyên hãng, bắt hãng, bắt vặn. Cán tay cầm là dạng cán mút ạ. Khuyên hãng, bắt hãng. Cán tay cầm cán mút. Dài 2m4 nha các. Silver Moon. Đồng 1 ly 8, trọng lượng 177g. Và cần câu mã số 5. Mã số 5 giá của cây cần này là, cây này mã số 5 có giá là 490.000, dài 2m4, mã số 5 giá 490.000 ạ. Và tiếp theo mã số 6. Số 6 thì có một cây cần dòng Fren nha các. Fren và cây này là hàng China sản xuất ạ. China xuất nhập nha các. Và chiều dài sẽ là 2m4. Chiều dài cần 2m4. Bắt hãng này, cán tay cầm cũng là cán mút luôn. Và dàn khuyên cây này sử dụng là khuyên hãng nha các. Dàn khuyên hãng chiều dài 2m4, cứng tầm là ML, không cứng không mềm, cứng tầm ML. Và thông số ngọn cần sẽ là 1.8 ly, trọng lượng 175g. 175g. Mã cần câu số 6 nha các. Mã số 6 590.000. Mã cần số 6 có giá là 590.000 ạ. Và tiếp theo mã số 7 sẽ một cây Suyumi. Suyumi này là hàng Korea xuất nhập nha các. Chiều dài 1m8, cứng L, bắt bumper nè. 1m8 thì đọt của nó sẽ có cái độ dẻo dai tốt lắm nha các. Đọt nó sẽ có độ dẻo dai cực kỳ tốt luôn. Bắt bumper 1m8, cứng L. Thông số tải mồi thì từ 1/8 cho đến 1/4 oz. Là nó tải mát được 7g nha các. Tải mát được 7g. Còn tải cá thì từ 6 cho đến 10 lb. Có tem vàng nè, hàng Korea sản xuất ạ. Dàn khuyên Fuji loại sứ đen và chân khuyên là chân gold nha các. Chân khuyên chân gold, đặc biệt của cái dòng Suyumi Bass Bomber này là chân khuyên chân gold cho mình ạ. Bắt hãng, cán tay cầm thì là cán gỗ nha. Nó vẫn còn nguyên siêu luôn. Nguyên siêu chưa có bóc ạ. Đọt cần 1 ly 7, trọng lượng 110g và mã cần số 7. Cái này mã số 7 có giá là 630.000. Cây cần câu mã số 7 có giá là 630.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 8 nha các. Mã số 8 là một cây cần dòng Chipcat nha các. Chipcat dòng Light Casting Rod này, chiều dài 2m7 ạ. 2m7 và cây này thì cứng tầm là M. Cây này em thấy đọt to nè các. Đọt to, độ cứng tốt nha. Cứng tầm là M. 2m7 M và tải mồi của nó là mát là được 60g luôn nha các. Còn tải dây B thì dây từ số 1 cho đến dây số 2. Dây số 1 đến dây số 2 ạ. Bắt hãng bắt vặn. Còn cán tay cầm là cán mút này. Bắt hãng bắt vặn nha các. Cán tay cầm cán mút. Và cây này dàn khuyên cũng là khuyên hãng luôn. Khuyên bắt hãng cho mình. Chiều dài 2m7. Độ cứng M. Và đọt còn sẽ là đọt 2.1 ly. Đọt 2.1 ly khuyên bắt hãng hết ạ. Trọng lượng của cây này là 130g nha các. 130g và cần mã số 8 có giá là 650.000. 650.000 cây cần câu mã số 8 ạ. Tiếp theo mã số 9, một cây dòng Onrounder nha các. Chiều dài 2m28 này. Onrounder 2m28. Cây này tải mồi mát của nó là 30g nha. Còn tải cá thì từ 8 cho đến 16 lb luôn. 8 đến 16 lb. Khuyên hãng, bắt là bắt hãng. 2m28 nha các, cứng tầm ML. 2m28 cứng ML. Bắt đây, bắt hãng bắt vặn nè. Và còn cán tay cầm này sẽ là cán mút cho mình nha. Cán tay cầm cán mút. Đòn 1 ly 7, trọng lượng 160g. Và còn câu mã số 9 nha các. Mã cần số 9 có giá là 520.000. Cây cần câu mã số 9 có giá là 520.000 ạ. Tiếp theo mã số 10. Số 10 em có cây ISO Carbon. Dòng cần khuyên bé nha các. ISO Carbon khuyên bé. Dàn khuyên của cây này là Fuji loại sứ xám nha. Và còn có 3 lóng, 3 khuyên chạy tất cả ạ. Màu sơn giả trúc nè. 3 lóng, 3 khuyên chạy. Với lại nó có cái
độ nảy tốt lắm các anh, tại vì con này là giống như con đỏ của nó giống như Ikada vậy các anh. Để các anh câu cá đối, cá giò dìa, câu bè đồ này, cá cháp, cá hanh thì khá là phù hợp nha, rất là cảm giác. Chuya Mét 2 bắt FS6 bắt gặp ạ, Fuji FS6 bắt gặp, có tem vàng đầy đủ luôn. Chuya Mét 2 nha các anh, đọt 0.6 ly. Và thu gọn của cái này vỏn vẹn là 48cm ạ, 48cm. Còn con mã số 10 giá cần là 350.000. Cái con mã số 10 có giá là 350.000 ạ. Tiếp theo là mã số 11 ạ. Cái này là hàng độc lạ luôn nha các anh, hàng độc lạ luôn. Đây là hàng trúc nghệ nhân nha, trúc nghệ nhân. Và nó là làm dạng lục giác các anh. Stella Japan này, Stella Japan nha các anh. Bát thì sườn là bát hãng, bát vặn, còn cán tay cầm là cán gỗ ạ. Đây là cần 3 khúc nha các anh. 3 khúc. Hình lục giác nha. Cái thân của nó thiết kế dạng lục giác này. Hàng này là hàng các anh có thể vừa câu và nó có cái giá trị sưu tầm cao nha các anh. Giá trị sưu tầm của cần khá là cao. Chiều dài là 2m4 ạ. Chiều dài nó sẽ là 2m4. Cần 3 khúc và có tới 3 ngọn luôn nha các anh. Có tới 3 ngọn, 3 độ cứng khác nhau để mình lựa chọn mình câu này. Ngọn này thì cứng tầm 50-80. Rồi ngọn bé này 30-50 nha. Ngọn này tầm 30-50. Còn ngọn bé nhất sẽ là 20-30 ạ. Ngọn này 20-30. 3 ngọn, 3 độ cứng khác nhau luôn. Giá trị sưu tầm rất là cao nha các anh. Stella Japan luôn này. Này hàng chất chơi luôn, xịn sò cho mình luôn. Vừa câu vừa sưu tầm. Còn dòng khuyên của con nó sẽ là khuyên lóc nha các anh. Khuyên lóc như này, đây là khuyên Nizi Nguyên Mãi Ngọc. 3 đọt, 3 độ cứng khác nhau luôn. Cái này cũ trước em bán là 2.500.000 nha các anh. Giá cũ lúc trước em bán 2.500.000. Giá bây giờ nó cũng có sale cho các anh được một chút nha. Giá bây giờ tốt hơn rất là nhiều, 1.850.000. Cái này có mã số 11 nha các anh, giá là 1.850.000 ạ. Stella Japan này, hàng giả trúc nha các anh, giả trúc xịn sò luôn. Là mã 11, 1.850.000. Và tiếp theo mã số 12 ạ. 12 thì em có cây Primcat nha các anh. Primcat 1m65, độ cứng ML. Đây là cây cần câu lưu máy ngang. Cần câu lưu máy ngang, Primcat cứng ML. Và bát thì sử dụng là bát Fuji nha các anh. Bát Fuji, bát vặn, cánh tay cầm, cánh gỗ ạ. Có thu dây bát vặn, cánh tay cầm, cánh gỗ, phôi carbon xoắn toàn thân. Primcat 1m65, khoen 3 chân nha. Nhà khoen 3 chân và thông số ngọn sẽ là 1.7 ly, trọng lượng 92g ạ. Ngọn 1.7, trọng lượng 92g. Mét 65 nha các anh, mét 65 cứng ML. Em thấy cái này nước sơn cũng khá là ok, còn đẹp nha. Phôi carbon, high power carbon ạ. Bát Fuji máy ngang này nó sẽ có tay cò bên dưới này. Và cái này mã số 12 giá cần là 430.000. Cái còn câu mã số 12, 430.000 cần lưu máy ngang. Tiếp theo mã số 13 cũng là một cây lưu máy ngang này các, dòng Operation quay 1m65 ạ. Phôi carbon rod cho mình nha. Phôi carbon rod và cái màu nước sơn nó sẽ màu xanh rêu như này. Màu xanh rêu, dàn khoen bay chân, khoen Fuji loại xứ sáng. Bát Fuji, cán tay cầm bọc da, nó rất là chắc tay nha các. Cái cán này cầm cực kỳ chắc tay luôn. Và thông số ngọn 1 ly 8, trọng lượng là 152g. Còn con mã số 13, mã 13 giá cần là 490.000. Cái này mã 13, 490.000 ạ. Tiếp theo là mã số 14 nha các. 14 thì em có cây, cây này là cây cần Fly nha. Cần Fly câu mưa xứ này, chiều dài 2m1. Và độ cứng sẽ là cứng thân 3 trên thân 4 nha các. 21 cứng thân 3, thân 4. Bắt hãng, bắt vặn, cánh tay cầm, cánh gỗ vẫn còn nguyên siêu ạ. Còn nguyên siêu chưa bóc nè. Cái đề ba của nó sẽ là Fuji loại xứ đen, còn lại là khoen Fly nha các anh, khoen lóc, khoen zin của Fly. Dạ, khoen lóc như này. Chiều dài là 21 cứng thân 3, thân 4 ạ. Và thông số ngọn của cái này, ngọn cần sẽ là ngọn 1.7 ly. Cái này ngọn 1.7, trọng lượng là 85g. Và mã cần câu số 14, mã 14 giá cần 500.000 nha các anh. Mã cần 14 có giá là 500.000. Và tiếp theo là mã số 15 ạ. 15 điểm có cây carbon rod này các anh, Achin Master, chiều dài 2m20, 2m19 nha các anh, gần 2m2. Cái này 2m19, gần 2m2. Và tải mô mát của nó là 6g nha.
tại mát 6g. Dàn khoen thì là khoen hải, nhưng mà cũng được mài khá là tròn nha các anh. Da dây nó mượt mà lắm, được mài khá tròn. Bắp hãng, bắp vặn này, cán tay cầm là cán mút. Đọt còn 0.9 ly, trọng lượng 90g ạ. Và cần câu mã số 15. Mã 15 có giá là 350.000, mã cần 15 có giá là 350.000 ạ. Và tiếp theo mã 16 nha các anh. 16, một cây dòng TZ Lux này, Trigger 1m8 cứng mờ luôn, còn máy ngang 1m8 cứng mờ, máy ngang, hàng Korea sản xuất nha các anh. Còn cán tay cầm là cán gỗ cho mình ạ. Cán tay cầm cán gỗ, dàn khoen Fuji loại xứ xám, dàn khoen hai chân này, khoen Fuji xứ xám. Và thông số ngọt của con này sẽ là ngọt 1.8 ly nha các anh. Còn con ngọt 1.8, trọng lượng là 110g ạ. 1m8 cứng mờ, tải mồi của nó là từ 15 cho đến 30g luôn các anh. Và cái này mã số 16 ạ. Mã cần câu số 16 có giá là 490.000. 490.000 cây cần mã 16, 490.000. Tiếp theo là mã số 17, cây Procutter nha các anh. Bass Special Procutter của Daiwa, 1m68, độ cứng ML. Bắt hãng, bắt vặn, máy ngang nên là bên dưới nó sẽ có tay cò này. Còn phần cán tay cầm này là cán mút cho mình ạ. Cán tay cầm cán mút Procutter 1m68 ML, có tem nha các anh, có tem vàng ạ. Và cái này có thông số ngọt sẽ là 1.7 ly, còn trọng lượng là 113 g nha các anh. Còn câu lua máy ngang của Daiwa, lua máy ngang của Daiwa nha. Và thông số ngọt cần là 1.7, trọng lượng 113 g, mã số 17 nha các anh. Mã 17 và giá cần là 750.000. Cái này mã 17 750.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 18. 18 thì em có một cây cần lưu máy ngang luôn các anh. Cây này nó có cái màu sơn xanh rêu đẹp nha, giống cái màu bộ đội các anh, màu xanh, màu xanh bộ đội. Và chiều dài của cần sẽ là 1m8, độ cứng M, tải cá thì gần 10kg nha các anh. Tải cá gần 10kg, rất là khỏe luôn. Bát Japan này, bát vặn. Còn cán tay cầm thì là cán gỗ cho mình ạ. Cán tay cầm cán gỗ, cần này là made in Korea nha các anh, full carbon. Và dàn khoen thì là khoen Fuji loại xứ đen ạ. Khoen cần khoen Fuji xứ đen. Chiều dài 1m8 kính mờ, đọt 1 ly 9, trọng lượng 125g. Còn câu mã số 18. Mã 18 và giá cần là 490.000. Mã 18 490.000 ạ. Tiếp theo mã số 19. 19 thì em có một cây dòng Laguna, chiều dài là 1m8 cứng lờ nha các. Cái này là cũng là hàng của Hàn Quốc sản xuất luôn. Hàn Quốc sản xuất, bắt hãng, bắt vặn, cán tay cầm, cán mút cho mình ạ. Và dàn khoen và khoen hai chân nha các, Fuji xứ đen, dàn khoen hai chân. 1m8, độ cứng L và thông số ngọt cần là ngọt 1.7 ly. 1.7 ly và cái này thì khá là nhẹ nha các, vỏn vẹn 104g thôi ạ. Còn câu mã số 19. Mã cần 19 và giá của cây 1m8 cứng L này là 490.000 nha các anh. 490.000 cây 1m8 này luôn, mã số 9 nha. Và tiếp theo mã số 10. Số 10 thì em có cây 1m68 cứng L nha các anh, dòng Betka Venus này, 1m68 cứng L. Cây này thông số tải mồi thì từ 5 cho đến 15g, còn tải cá là cây này thì không ghi tải cá nha các anh. Nhờ bình thường cứng L thì nó tải tầm 14 lb, trên dưới 7kg cá. Bắt hãng, bắt vặn luôn. Cán tay cầm là cán gỗ bần này, vẫn còn nguyên siêu, chưa bóc ạ. Cán tay cầm cán gỗ còn nguyên siêu. Khoen hai chân, khoen Fuji loại xứ xám nha các anh. Fuji xứ xám và đọt cần là 1 ly 6, trọng lượng 98g. Cái này đẹp ken luôn, mới 99.5%. Mã cần câu số 20 và giá cần sẽ là 590.000. Cần câu mã 20, giá là 590.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 21. 21 thì em có cây lua Kendap 3m nha các anh, dòng Ocean Blue này. Lua Kendap 3m luôn. Cây này các anh có thể ngâm nhẹ nha, ngâm hoặc lăn xê nhẹ, câu xong cũng được, cũng hiệu quả lắm các anh. Vì đọt của nó cũng khá là to, phôi dày chắc chắn. Đọt 2 ly 5 còn trọng lượng là 360g ạ, Kendap Ocean Blue. Dàn khoen là Fuji loại xứ xích gôn nha các anh. Fuji xứ xích gôn và đọt còn 2.5 ly nè, còn nước sơn màu trắng, viền xanh. Trọng lượng 360g, mã cần câu số 21. Mã 21 giá cần là 1.500.000 ạ. Còn câu mã 21 có giá là 1.500.000. Và tiếp theo là mã số 22.
2022 thì có cây Yamaga nha các anh. Yamaga chiều dài 3m, độ cứng MH ạ. Về thông số phản mồi thì nó tải từ 30 cho đến 60g nha. Là canh câu nhái hơi, nhái thật đều được hết. Họ lưu gần lưu biển 3m mà của Yamaga này rất là chuộng lưu biển luôn nha các anh. Hàng cực kỳ khỏe ạ. 3m cứng MH. Còn dây bê thì tải từ dây số 1 cho đến dây số 3, bass C4 cộng, bass vặn này. Cánh tay cầm cánh mút full carbon xoắn ít 2 da toàn thân ạ. Cánh tay cầm cánh mút cho mình nha. Yamaga Plank ạ, 3m, độ cứng MH. Và dàn khuyên thì toàn bộ là Fuji loại xứ xích nha các anh. Dàn khuyên Fuji loại xứ xích. Thông số ngọn cần 2.3 và cần này có trọng lượng là 230g, 3m MH ạ. Hồi đẹp nha, anh nào muốn xem thêm chi tiết cần cứ inbox em gửi thêm ạ. Mã 22 1.650.000, mã 22 1.650.000 ạ. Tiếp theo mã số 23. 23 thì có cây Wind Dragon cần 2 khúc 2m4 nha các anh. 2 khúc 2m4 Wind Dragon. Và độ cứng của cây này thì nó cứng tầm 80, đọt to đọt tới 3.5 luôn và khuyên giống như dạng khuyên chân ca nha các anh. Khuyên này rất là đẹp nè, khuyên hãng. Một bên xoắn nổi, một bên xoắn caro. 2m4 cứng 80, tải bê thì từ dây số 3 cho đến dây số 6. Bát hãng, bát vặn. Khuyên giống khuyên chân ca rất là đẹp nè. Với lại nó có cái khuyên để canh buộc dây bảo hiểm nữa nha. Có khuyên buộc dây bảo hiểm, cánh tay cầm là dạng cánh mút. Đọt 3.5, trọng lượng cần là 195g. Và cây này có mã số 23. Mã 23 giá cần sẽ là 390.000. Mã 23, 390.000 ạ. Tiếp theo mã 24. 24 thì có cây cần tay, có chế độ zoom nha các anh. Nó zoom 4m5 nè, 4m9 và 5m4. Cây này thì hàng vận chuyển về là nó hơi xước xác các. Hơi xước xác theo năm tháng thôi. Và quan trọng là phôi lóng cần thì vẫn còn ok hết nè, không có dập gãy gì hết, không nứt không dập gãy nha. Mình nhận hàng kiểm tra hàng giúp em nha. Nó chỉ hơi xây xước thôi nên là em sẽ để giá thanh lý nhanh nha các anh. Bình thường cây này em đang bán là 690.000 nha. Em bán 690.000 nhưng mà cây này thì thanh lý nhanh, giá chỉ còn 550.000 thôi. 550.000 nha các anh. Với lại nó xước thì chỉ mỗi cái lóng gốc ở bên ngoài này, chứ mấy lóng trong em thấy nó cũng còn ok lắm, không có bị ảnh hưởng gì hết á. Mấy lóng trong còn đẹp, đọt 1 ly, độ cứng là 45H. Cần ra thẳng tắp nha, cứng đều toàn thân, không vọng tí nào luôn. 5m4, 3 chế độ zoom, 45, 49 và 54. Đọt 1 ly, trọng lượng của cái này sẽ là 248g và mã cần câu số 24. Mã cuối cùng giá 550.000 ạ. Tôi cũng xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của kênh em. Ủng hộ em một lượt like, một lượt đăng ký kênh nha các anh. Và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất từ kênh em nha. Chào tạm biệt các anh ạ.